Tôi đi nghỉ cả tháng mà quay lại game vẫn đổ bời đấy. Thôi bắt đầu rồi. Tiếp theo là đéo, tài khoản này mình có một super phép rồi nên chả ai điên đi roll con này cả. Mình sẽ roll Ragume để nếu trúng thì còn showcase được. Ui mẹ mày luôn. Ok tiếp tục. Nhưng mình chưa xong rồi. Đây đó. Tao đâu có role story khác thì mẹ mày. Ú cả. Ok, Akio và Nemuno à. Ok, bắt đầu rồi nè. Đấy, đây ta có event, đây có special, hút. À, chương 3. À, mình nghĩ nó chưa có battle nên cứ vào luôn.
được thấy nằm mơ ra ra thật luôn. Biết ngay. Jesus, Jesus, Jesus. Mày. Ok, làm thế là tiếng quay lại bình thường rồi. Không biết là Nox Play hay là do máy mình bắt đầu hỏng nữa. Ai hỏi? Quên.
khởi phần 2 và mình còn khoảng 30 phút nữa.
Thêm người nữa. Còn lũ này nữa. Với chậu thì skip con này luôn. Oh my gosh. Okay. Mm-hmm.
Ok, mình quay lại ở đây. Có vẻ được 35 phút rồi và mới được 2 phần. Lại thế rồi. Này 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 này. Ok. Ok, bọn gây rối này. À, phải rồi. Yeah.
mẹ nó phí thời gian quá. Đặt skip khúc này không? Thế rồi cũng mày mấy đứa cần phải cẩn thận. Mày chết rồi con ạ. No. No. Yes.
Nên kìa, Battle. Nếu mình dừng ở đây thì tập sau mình sẽ làm 4 phần. Đừng kệ đi. Vậy chào các bạn về. Chào các bạn và hẹn gặp lại. といえば初詣、初詣といえばお賽銭とそばが決まっているわ。今年こそ、きっと参拝客がやっぱりと。